vừa đi vào công ty. Cái này tuyên vào lên cơ. Vâng. Cái này lên rồi. Lên chưa ạ? Đinh Long lên. Đinh Long thì lên ngay. Hả? Đinh Long lên ngay. Nó lên xung quanh đây nó nốt đây này. Ừ. Đinh Long thì nảy ngay. Ừ thế nhưng mà gì? Đây rồi, lên cả đây rồi đây. Cái này chắc chắn là lên này. Đấy. Thứ nhất là nó rẻ hay là đẹp? Đẹp như thế. Cái cây sung hôm trước ông Tị ông bảo hỏi như mưa, nay lại có cây sung nữa. Cây này thì bao nhiêu ông? Ở cái này cũng thế thôi, cũng thấy nó cũng một tay làm đấy. Ừ. Cũng thế, cũng triệu rưỡi nhá. Hơn. Đấy, cũng hỏi nhiều quả hơn. Cũng... quả đây đang ra thôi đây rồi. Cũng hỏi như mưa luôn đi. Quả như mưa đi. Đấy. Trọng sầu hơn. Con nhau hộ quần áo nhờ. Chồng kia nó đẹp hơn. Anh em ạ, à, đấy. Vừa sáng ông Tị rúi ngay điếu thuốc vào mồm rồi. Hôm qua say quá. Say tối hôm qua về khuya bây giờ. Thôi biết đừng rượu rồi thôi, tình cảm ra ngoài. Đầu nó bây giờ đi nó kiểu như là lưng lưng. Ra thử một chén cho cái ra nó tỉnh luôn. Ôi thôi, không có. Ra thử một chén. Được, sợ rồi. Tạm thời sợ rồi. Đấy, sung nhiều quả nhá. Cháu bảo ngay cái cây sung ấy nhiều người hỏi mà. Người hỏi thật nhiều người. Ông bán. Đấy, ông ơi. À đây, còn cây sung nữa đây, sumo đây. Dòng này mà là dòng kia thì tốt nhỉ. Ừ, này nó lớn. Dòng kia. Ừ. Sumo thôi. Vũ trậu. Ừ, cái này mà si cho anh em thấy thèm lắm, xanh si. Bị vỡ hả ông? Đâu, cái này 2 triệu thôi. Không bảo bị vỡ à? Bị vỡ trậu à? Vỡ trậu. Vỡ trậu. Vâng. Chân nó chỗ này nở thì khoái nhỉ. Thôi tiền nào của nấy, thế là đẹp rồi. Đấy, dễ lại bay lắm. Cái này mà mua lúng phún mầm quả cái kia nhỉ. Ừ. Thế này mà nó ra quả rồi, thế này. Ra đây rồi. Cái đấy thì ra quả rồi. Cái dòng đấy là cũng dòng nhiều quả. Có. Cứ nuôi mầm đấy thì mới có quả chứ. Đây là để tông ống của nó không để nó đâu. Quả nó đầy cứng. Cái này mặt này đúng hơn này. Cái này là bao nhiêu? Mặt này thì hơi đấy. Cái này bán 1,5 triệu. Mặt này không hay. Nhà chậm quá rồi, nó đẹp. Này không hay. Cái này thay cho con nó lại. Đó. Này được. Này hơi trơn tí. Này chơi dáng thế thôi, chả cần chơi quả. Cái này chơi cục thôi. Chơi cục. Cục mịch đấy. Cái này chưa thấy ra quả nào. Cái đấy thì nó là cái dòng khác dòng này không? Nó lười hơn. Đấy dòng khác à. Cái ru này bao nhiêu không? À đấy là cây ruối. Cây ruối này 2 triệu. 2 triệu luôn anh em nhé. 2 triệu. Đây, cái này. Cái ru này thì sao? Cái ru thì 700. 700 nhé anh em. Hỏi như mưa. Ông lại nổ lại cái số ấy. Nhiều ông lười lưu lắm. 0906 0906 225 225 376 376 ông nào xem thì nhớ lưu lại nhé. Cứ ông nào cũng hỏi. Lưu lại sau không mua cái này thì mua cái khác. Cứ lần sau xem lại hỏi lại số. Mệt lắm. Cần xanh này thì bao nhiêu ông? Cái xanh này thì 2,5 triệu. 2,5 triệu xanh cam biển. 2,5 triệu. Cái si này thì bao nhiêu không? Cái si 4 triệu. 4 triệu anh em ạ. Đó, 4 triệu. Anh ạ.
đây nữa. Đây còn cái đồ cổ này là bao nhiêu? Đồ cổ của Đồng Chí Sơn. À. Đây Đồng Chí Sơn đây. Đồ cổ sao chứ nhỉ? Vậy là nhấc lên làm vỡ đền bỏ mẹ. Không phải ngại. Nhưng đâu đại gia này thì không phải lo. Đại gia Sơn đây thì có thì làm cái bình mới. Tiền tiền thì là giấy thì đúng không? Cái này bao nhiêu ấy đại gia? Đấy 300. 300. Cái này là nó là đời Tống hay đời gì ấy? Đời ở kia đấy. Ở kia. Đấy. Vua chúa vứt đi đây. Đời ở kia đấy. Hôm nay ông chỉ đi thăm dân thôi, ông có đi bán đâu. Trời ơi kìa đấy. Cái này mà đây là men nào thế nhỉ? Không, cái này là men thủy tinh đấy. Đây là men dạn đây này nhỉ. Ở trên là ấy còn trên này nó nhủ. Cái bình này nó phải bằng tuổi anh em mình đấy. Cái đây này. Nó lại làm cái này chứ không phải là bẩn. Nó làm này. Bảo mày ấy để về để anh giữ cái ấy đây. Đầy ra. Tuyền à? Không nói được tính rồi. Cổ vuốt lăn lóc rồi không? Bác bác lấy lấy của nó lên về bác lấy cây cây không để bác cho vòng để ấy. Vâng. Nó vào 200 mà bác bảo từ nó là 100.000. Ờ. Dạ. Vuốt đi mà mình thấy thích thì lấy luôn về. Đấy. Ok đấy. Sớm đấy. Đấy. Đang bảo ông vừa đấy. Ông kỷ niệm ấy. Đúng quả quả cương rồi, đúng rồi. Nhìn ra ra từng xanh. Từng xanh đúng không? Xanh cái đấy. Xanh cái này thì chắc nó bay từ đời nào rồi. Xanh cái này là. Xanh cái này là mấy xịt đấy. Đồ quả cương rồi. Đây. Nay phiên thiếu mà cũng đông người đi phết. Anh thấy đi, anh thấy không anh mang ra đi thì cần. Đây này, đây chỉ mấy trăm một cây thôi. Mua đi. Trăm ngàn một cây. Đấy, ô, rất nhiều lọ này, rất nhiều đồ cổ. Ai mày bao nóng đây? Bao nóng đây. Đây, cái lọ như thế. Rẻ lắm cơ. Ai mình bao nóng đây. Bao nóng đây. Cũng tầm về vài trăm nghìn đúng không nhá. Đấy, vài trăm nghìn. Cái lọ là lạ. Vài thì mấy chục nghìn còn một mớ này thôi. Bao nóng đây. À đây toàn của ông ấy đây à? Đây cái lọ này cũng giống hệt lọ kia. Mấy cái lọ này men giống nhau. Bánh mì nào ông ơi? Bánh mì gì? Bánh mì nào ông ơi? Cây mấy cây giá rẻ. Siêu rẻ luôn. Siêu rẻ luôn. Đấy, lít rưỡi. Đó. Cái gì á? Cái nào? Bãi đột với mông gốc, mông bệ. Mông bệ nghe anh nào? Mông bệ, cái nào chèn dưới khác mà. Chèn dưới khác mà. Em có làm cây đâu. Chưa thoa tháo cái gì cả. 400 khúc của dưới căm cầm lên là toàn dưới mượt. Vì cái khô này. Khô á? Em mua thành hóa ra mà. Đang làm gì đâu. Rất sụp lắm rồi. Em còn chưa biết là dưới như nào. Không phải em trồng từ bé đâu. Anh chẳng biết em mua từ đâu ra còn gì nữa.
Đấy, anh em ạ. Đây nó rẻ đây. Hồng Hoàng Mai nhiều hoa thế. Đấy các bác, chợ phiên tháng thiếu đây. Vâng, say quá giờ mới dậy được. Chóng hết cả mặt. Vừa đi vòng tiền là có tiền mới. Tiền là lên cả. Cái này lên rồi. Lên chưa? Đinh Long lên. Đinh Long thì lên ngay. Hả? Đinh Long lên ngay. Nó lên xung quanh đây nó nốt đây này. Ừ, đây nổi thôi. Đinh Long thì nảy ngay. Ừ, thế nhưng mà gì? Đây là lên cả đây rồi đây. Cái này chắc chắn là lên này. Cắt đi. Đẹp đấy nhỉ? Dạ, yeah, cắt lên phải đúng không? Cây này cái trùng chậu đấy chứ nhỉ? Nhưng mà thằng Đinh Long nó khỏe, khỏe thật nhưng nó yếu cái da chết này. Nó vào tụt đúng ý ấy rồi là... Ve bộ đây. Sợ lắm. Ừ, đây, ve này. Ông Vì bán bao tiền cây ở gốc đây? Đấy, mà mua 500 một cây đây, rồi mua 6 cây. À, đây à? Ờ, bán mỗi cây cộng vài trăm là bán. Để thấp quá không ạ? Để một cây lên trên này cho nó cao. Anh chuyển lấy một cây đi, chuyển lại. Đấy, cây này thì ổn rồi. Đấy, coi như giao dịch thành công xong cây này rồi. Anh lấy cây đấy. Chú Thuyến đây, nay mới biết mặt. Nay cháu mới biết mặt. Nghe tên thì nhiều lắm. Đây, à, đây cũng thuộc vào nhà rời, coi cũng kinh điển. Mua cây về bán như là rau luôn. Kinh lắm à. Mua về lấy lá ăn sống giận được. Hoặc là kho cá. Đặc xịt Đinh Lăng Ta chứ, không phải mình cả. Rồi. Đấy, đây rồi, đây này, để tưởng là rồi nhưng mà không phải. Đấy, đồ rồi, chơi cái này rồi.